Dạ, em xin chào quý vị anh chị cô bác nha. Thì hôm nay mình bán số giờ này cũng gần đi trả số rồi. Đó, thì giờ này là 14 giờ 43 phút rồi, gần 3 giờ là sẽ là đưa cho cái chị trên kia chế đi trả số giùm mình anh chị. Có khi em trả, có khi là em đi công chuyện xuống quán ở thì em trả luôn. Còn có khi chị trả thì mình gửi tiền xăng cho chị nha quý vị. Thì hôm nay hôm qua em mua con số 24 Phú Yên nè anh chị. Đó, Phú Yên 24, ngày 24 tháng 4 đây anh chị. Rồi, thì em mua một tờ đó nha anh chị. Đó, mình anh trúng đây. Đó, thứ hai ngày 24 tháng 4, Phú Yên nha anh chị. Đó, được 100 ngon. Đó, thì bây giờ em đưa là cho bà xã là bón sẵn đi trả số luôn, đậu số luôn nha anh chị. Đó, được 100 ngon. Đó, thì hôm nay sáng em qua cho anh chị cô bác mình luôn. Thì khi trả số rồi thì ngày chiều hôm nay đó thì em sẽ qua cho cái ngày hôm nay đi trả số là còn những con số nào đâu này. Thì con số là như vậy anh chị, hôm nay em trả mấy con số là đều quân non, một số 91 nè anh chị, số 91 nè. Đó, ngày 25 tháng 4 đó, thứ ba, số 91. Ồ, một sắp 91 rất là nhiều, mười mấy tờ luôn nha anh chị. Đó, còn số hơi bả nè, số hơi bả còn mấy tờ. Đó thì rồi lát lát này anh chị mình thấy bả 4959. Đó, số 63 này mình ghi mấy số này nè anh chị. Hơ lam nè. Hơ lam nè anh chị. Hơ lam là hơ lam hơ 6. Thì cô mở cái tiếng Anh nó nói là gì? Hơ lam hơ 6 cho mà mình thấy con số 59463 này mình ân hơn nha anh chị. Ghi lại coi như đâu, lấy cho mình con 59463 đi, đưa tiền. Lấy hơi tài ra đi, ghi lại. Đi thôi, đi mưa ghi mưa lái đi. Trời ơi. Lái đi, lái mấy cái đó mới trúng á. Ghi lại đi, ghi cho. Tiền này. Đã trúng sổ đợi. Nè. Lấy hơi tài đi đó. Em mua cũng thường hay mua giấy số lắm nha anh chị đó. 59 với 63. Mỗi có một tài đó, biết đâu trúng sổ. Không, lấy hơi tài đó thôi. Đó anh chị, bữa nay em sẽ bón chiều hôm nay cho bón cho ngày mơ luôn nha anh chị, ngày 26 tháng 4 nha anh chị. Đó, Khánh Hòa này, 63 nè, bả hơ nè, tóm mốc nè, 90 nè, 08 nè, 59 nè, 44 nè, 35 nè, hơ 6 nè, đó, 10 bả nè. Đâu ra đời là nẻn. Là nẻn là hơi bả nè. Tóm hơi nè. 91 nè nha anh chị. Đây là nẻn nè. Là nẻn là có 3 tờ, một sắp hơi 10 tờ nè anh chị. Đó, hơi bả. Tóm hơi 91 59 44 35 hơi 6. Bả hơi 63. Tóm 1 90 không tóm. Đó thì mời em nhiêu số là anh chị 10 hơi 10 30 40 50. Năm mơ vừa 60 là 101 tà thôi. Năm mơ em số em ít cho nha anh chị. Đó. Em bón thì thứ ba thứ tư lấy số, thứ năm, thứ bảy chủ nhật là số nhiều nha anh chị. Còn mấy cái ngày kia là do người bón đông nên đại lý phân phối ra là ít số nha anh chị. Đó. Rồi. Cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều đã ủng hộ và theo dõi kênh YouTube của em nha anh chị. Chúc quý vị anh chị mua vé số may mắn phát lộc một tờ nha anh chị. Đó. Thì em bón lâu rồi, hôm nay em mua trúng cái vỡ. Có nghĩa lúc trước thì em thường hay trúng. Đó, mua mà trúng cũng vỡ vỡ 6 vỡ 7 nha anh chị. Mà từ ngày em bón thì người ta trúng nhiều cho em không trúng. Hôm nay em mới được trúng một tờ 24 đó. Đó, xém hồi bữa xém trúng duy nhất em cũng qua cho anh chị đó. Còn em là số 1 mà em là bả 1. À hay à. À 95. Đó mà nó ra là bả 3 hơ 95. Nào em xém trúng nha anh chị. Hôm nay em trúng về và tóm được 100 ngon anh chị. Mua hơ tại giấy số nha anh chị. Không còn được tóm 10. Đó, trừ dấu ra cũng được bả 10. Rồi, cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều nha. Đó, chúc cho anh chị cho cô bác chiều nay được may mắn, ông bà ngó nghỉ phù hộ cho anh chị vô những tại giấy số là trúng lớn nha anh chị. Rồi, em cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất nhiều nha. Thôi em xin chào và hẹn gặp lại quý vị những video sau nha anh chị. Hôm nay trời rất là nén.
hôm nay lòm cũng ế ẩm nha anh chị, bón cho số cũng không có được nhiều lắm, ít số mà bón cũng ít. Rồi.